Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa chữa cục sạc dự phòng hiệu Ava. Nó dùng sạc pin li polymer. Khi tháo bên trong cái cục sạc dự phòng này ra, ở trên đây là cái bo mạch điều khiển của nó. Phần phía dưới này á là hai cái sạc pin li polymer. Mỗi cái sạc pin đó có dung lượng là 5000 mAh và điện áp là khoảng 37V. Thì đối với hai cái sạc pin này á, nó ghép song song với nhau thì tổng dung lượng của nó là khoảng 10000 mAh. Đây giá trị 10000 ha. Đây là một loại sạc dự phòng rất là nhỏ gọn ha, nó không có như những cục sạc bình thường. Người ta xài cell pin 18650. Tiểu điểm của những cái này loại này á là những cái dung lượng rất là lớn ha. Một cái cell pin này 5000 nó sẽ gấp đôi những cái cục cell pin 18650 như thế này. Thì những cục này á khoảng 2000 hoặc 2 đến 2500 mAh thôi. Thì bên trong này á nó sẽ gồm hai con IC chính. Con IC thứ nhất nè. Đây chính là con IC có mã số là IP5306. Đây là con IC quản lý dòng sạc pin và dòng xả pin. Đồng thời nó sẽ có thể tăng điện áp đầu ra khi mà cái cell pin này á, cái mức điện áp của nó xuống thấp ha. Mình giả sử đi, ví dụ cái cục sạc dự phòng này á, khi mà sạc đầy cho hai cái cell pin thì điện áp nó ra là khoảng, các bạn đo trên đây nè, hai chân pin nè, 3.7 đến 4.2V nè. Tuy nhiên đến một lúc nào đó các bạn sạc cho cái thiết bị khác á, thì cái điện áp này nó sẽ giảm, nó sụt xuống. Cái điện áp ngõ ra ngay cái cổng USB này nè, nó luôn luôn là 5V DC. Thì cái con này á, nó quản lý được cái dòng sạc pin và dòng xả pin. Đồng thời nó tăng cái điện áp đầu ra khi mà điện áp của pin nó rớt xuống thấp. Tiếp theo, cái con IC5306 này, nó sẽ có chức năng là chỉ thị báo mức pin, có nghĩa là 4 con led này nè. Đây, led 1, led 2, led 3, led 4, 4 con led này nó được quản lý bởi con IC5306. Thì đối với led 1 á, cái mức pin của nó là 25%. Khi mà nó ở mức pin 25% thì led 1 nó báo ha, nó tăng lên 50%, 75% và 100% là 4 con led này nó sáng khi mà các bạn sạc đầy. Thì cái con IP5306 này chính là cái con linh kiện chính điều khiển dòng nạp dòng xả của cái mạch sạc dự phòng. Cái con này là con quan trọng nhất nha. Cái con IC thứ hai của mình là con 3005, con IC sạc. IC sạc này có 4 chân. Đây, IC này nè. Thì nó có nhiệm vụ là cho mà sạc khi mà sạc pin yếu á, hoặc là rồi sau đó khi mà nó pin này nó đầy á thì nó sẽ ngắt sạc. Nó tách rời cái mặt sạc ra ha, nó không cho sạc nữa. Thì cái nhiệm vụ, cái chức năng của cái con 3005 này là chỉ là dùng để sạc thôi. Nhưng mà con chính của nó là cái con IC quản lý à. Thì tất cả những ban bệnh á, nó liên quan khi mà các bạn sửa chữa một cái cục sạc dự phòng này á, hay cục sạc dự phòng bất kỳ, thì do cái con IC5306 này nó quyết định. Như vậy khi mà các bạn kiểm tra mà nó mất điện áp ngõ ra hay là cục sạc dự phòng này không hoạt động á, thì các bạn kiểm tra đầu tiên cho mình là cái con IP5306 này.
Thế thì chúng ta kiểm tra cái con IC IP506 này như thế nào. Thì trước tiên á, các bạn cắm sạc vô cái đèn led này nó phải báo, phải sáng nha. Đồng thời á, các bạn xả một chân ra, xả chân pin ra đo cái điện áp này. Thì điện áp này sẽ tầm khoảng là 4V, nó mới có điện áp để mà sạc cho cục pin này. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái cách kiểm tra IC IP5306 nè, để các bạn nhận biết coi cái con IC này nó có hoạt động hay không ha. Thứ nhất là các bạn cắm sạc vô nè, xem đèn led đó nó có báo chỉ thị hay không. Đồng thời các bạn xả hai chân pin và các bạn đo cái điện áp hai chân pin đó, nó xấp xỉ là khoảng 4V DC. Rồi bây giờ mình sẽ xả hai chân pin đây nha. Các bạn cẩn thận khi sửa chữa, nếu mà các bạn đo nóng á, trường hợp mà các bạn làm chạm chân chập chân á, là nó làm chết cái con IC IP5306 này. Đây cái con IC này dễ chết nha, thì bảo bạn đo chạm chập á, cái con IC này nó quản lý chính luôn nè, quản lý sạc pin nè, dòng nạp dòng xả, tăng cái điện áp đầu ra và đồng thời nó điều khiển mấy con led báo chỉ thị á, 4 con led. Thì cái con này là quan trọng nhất nha, cái con IC 3005 này á, IC sạc á chỉ là phụ thôi, nhưng mà cái con này quan trọng nhất. Trong bất kỳ trường hợp nào, tất cả các bản bệnh á đều là do nguyên nhân lấy với con IC IP 5306 này gây ra. Thì mình xả pin thôi. Đó, các bạn lấy một cái bo mạch này ra, đây là mấy cái cell pin ha. Rồi, mình bắt đầu mình kiểm tra. Khi mà các bạn tiến hành sửa chữa, các bạn cắm vô nè. Trường hợp mà cái bo mạch này á, nó hoạt động ổn á, thì nó sẽ báo cho các bạn biết. Lưu ý các bạn đo kiểm tra cái giắc sạc nè, nó phải vô điện cho cái bo mạch này, chân 1, chân số 5 là cái điện áp đầu vào khoảng 5V DC, chắc chắn phải có. Rồi mình tiến hành mình cắm giắc sạc vô, các bạn kiểm tra. LED nó báo như thế này nè. Tại trường hợp này á, mà cái con mạch có nguồn ha, là LED báo chỉ thị là có. Đồng thời các bạn đo thử cái điện áp hai chân pin coi nó khoảng 4V DC không. Tại vì mức điện áp này á, nó mới sạc được cho pin 3,7V như thế này. Nè, phải lớn hơn cái điện áp của pin duy trên pin nha, 3,7V. Thì thông thường á, nó khoảng là 4V hoặc là 4,2V, 4,1V. Rồi mình sẽ tiến hành mình đo điện áp ra. Đồng hồ mình chuyển qua chế độ đo DC. Bên đây là B trừ nè, B cộng nè, cái dương á các bạn đặt đây. Âm đặt đây. Đây là hai chân pin. Đây. Mình đo là khoảng là 3,89, 3,9V ha. Là chắc chắn là cái điện áp đầu ra có. Chứ không mà các bạn đo không có cái điện áp đầu ra này, là cái con này nó hư. IP5306 này nó hư. Đồng thời cái đèn led này nó sẽ không sáng luôn. Đây là các xác định nhanh cái con IC trong mạch hư.
Bước tiếp theo là các bạn kiểm tra cái con IC này, đo bằng cách đo ngồi, đo tổng chở ha. Rồi mình hướng dẫn các bạn cách đo luôn. Các bạn chuyển qua than on diode. Mình kiểm tra cái con IP5306 này như thế nào. Đây là sơ đồ chân của con IC IP5306 ha. Chân số 1 của nó là VIN. Chân số 2 của nó là LED. LED của này mình có hai dãy LED ha, như LED 1, LED 2. LED 1, LED 2 là một cục, LED 3, LED 4 là một cục. Đặt cái anode cathode đó. À, cái chân này chân điều khiển của nó LED 4 ha. Nó sẽ có ba chân LED 1, LED 2, LED 3. LED 1, LED 2 là nguyên cụm, từng cái cụm từng cụm á. Cái chân key này á là cái chân power key, cái chân nút nguồn. Đấy, chân nút bấm này nè. Nó sẽ nối qua mạch, qua công tắc, qua mấy cái linh kiện đây nè. Chân số 6 của nó nối vào pin battery. Đây hai chân pin. Chân số 7 SW, chân số 8 là VA ha. VIN của mình á, ở đây là sạc nha, cái đường sạc của mình, còn VA ngó ra là cái cổng USB. Nè, VIN nè. Chân số 1 nó nối cái đường VIN đây. Chân số 5 nè, key nè, nó nối cái công tắc power. Chân số 6 battery, hai chân pin. Chân số 8 VOUT. VOUT là cái hai cổng USB. Thế đây mình khuyên các bạn là nên xả hai chân pin trước khỏi bo, trước khi các bạn tiến hành đo đạc. Tại vì khi mà các bạn đo, quá trình đo á, mấy cái que đo này nó làm chạm chân á, nó sẽ chết IC, chết cái con IP506. Vậy chúng ta nên xả hai chân pin ra khỏi bo trước để cách ly nguồn điện cho cái con này khó, nó không hoạt động được nha. Tiếp theo đây mình sẽ dựa vào cái sơ đồ này mình tiến hành đo tổng chở coi. Thứ nhất các bạn nhìn nè, VIN với VOUT nè, chân số 168 á là nó sắp xỉ bằng nhau ha. Và nó sẽ đo được là tổng chở nó khoảng 600 ohm. Đây, chân số 1, số 8 này. Mình tiến hành mình đo chân số 1. Nè, mình ra giá trị là khoảng 603 ohm. Tiếp theo mình đo chân số 8. Cái giá trị của nó là 603 ohm luôn. Là tức là VIN với VA của mình á, hai giá trị này chân 1 chân 8 nó bằng nhau nè, nó lớn 600 ohm mà. Tiếp theo cái chân LED 1 và LED 2 á, hai chân này cái tổng chở nó sẽ được bằng nhau và cũng lớn hơn 600 ohm. Hai chân này bằng nhau nè, VIN VA bằng nhau. LED 1, LED 2 thì đó là cái chân số 2, số 3. Các bạn đo tương tự. Đây mình đo chân số 2 được cái giá trị tổng chở là 635 ohm. Tiếp theo mình đo chân số 3 cũng 635 ohm. Là ok nha. Xong cái phần LED 1, LED 2. Tiếp theo các bạn đo cái LED số 4 này, chân số 4, tổng chở của nó là khoảng hơn 600 ohm, nhưng mà nó sẽ khác so với cái chân số 2, số 3, LED 1, LED 2. Tại vì các bạn nhìn vô cái sơ đồ mạch của nó là cái này nối anode cathode, nó nối từng cặp. Con LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 là từng cặp ha. Thế đây mình sẽ đo cái chân số 4
634 ohm là nó sẽ khác so với chân led 1, led 2 nè, led 3 sẽ lớn hơn ha, lớn hơn hai chân này. Tiếp theo các bạn đo cái tổng trở cái chân số 5 của nó, chân khi nó khoảng là 600 ohm. Đây là cái chân số 5 của nó. À, 599 nè. Là sắp xỉ 600 ohm. Ok. Chính là cái nút power plug á, cái nút mở nguồn. Còn lại chân hai chân cuối cùng là chân số 6 số 7. Là chân SW và chân battery. Nó sắp xỉ bằng nhau nha. Nó cũng và cái tổng trở của nó mình đo được là khoảng lớn hơn 500 ohm. Là ok. Đây, mình đo số 6 trước. 528 ohm. Tiếp theo mình đo chân số 7. Cũng 528 ohm. Đây, hai chân này à. Chân 6, chân 7 nó sẽ bằng nhau ha. Và nó lớn hơn 500 ohm ha. Như vậy á là mình hướng dẫn các bạn kiểm tra sơ bộ cái con IC này hoạt động như thế nào bằng cách đo tổng trở trong mạch để xác định được cái con IC nó còn sống hay chết. Trường hợp mà cái tổng trở này á, nó ra khác biệt, nó lớn quá hoặc là nó bị chạm chập gì á, tổng trở này nó không như thế này, thì các bạn khẳng định á cái con IC này là chết ha. Đa phần chết, các bạn không cần phải tháo ra khỏi bo, các bạn kiểm tra. Một số con IC thì các bạn kiểm tra trực tiếp trên bo là các bạn sẽ xác định được. Tại vì linh kiện ở đây không nhiều, chỉ có con IC này quan trọng chính thôi. Nó quản lý dòng sạc và dòng xả của cục pin lithium polymer. Nên cái con này là cái nguyên nhân chính gây ra hiện tượng là hư bo sạc, hư mạch sạc. Vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách nhận diện hai con IC chính. Đây là cái câu hỏi cũng rất nhiều bạn đã hỏi mình cái cách sửa chữa một cái mạch sạc dự phòng. Và không biết tên cái con linh kiện này như thế nào, đồng thời cái chức năng của nó ra sao. Đó chính là hai con IP5306. Đây. Và cái con IP3005 là con IC sạc ha. Trong đó cái con này là quan trọng nhất. Rồi, bằng cách cắm sạc vô là các bạn kiểm tra những cái đèn led báo này nó có hoạt động hay không. Đồng thời các bạn đo điện áp chân pin đó, nó có điện áp ra hay không. Điện áp ra của nó là xấp xỉ khoảng 4V DC. Nếu không có, chắc chắn các bạn kiếm móc con này ra các bạn kiểm tra. Thì kiểm tra như thế nào, các bạn kiểm tra bằng cách đo nguội. Như cái thông số ở đây mình ghi nè, cái tổng trở của nó, Vin bằng VOUT, rồi led 1 bằng led 2, và chân 7, 6 chân 7 á, SW và chân battery á, nó bằng nhau, tổng trở bằng nhau ha. Còn mấy con như led 3 nè, mấy chân key nè, nó xấp xỉ tương đương nhau một chút thôi, nhưng mà nó nằm trong khoảng từ 500 đến 600 ohm. Và là ok, chứng tỏ cái con này còn hoạt động tốt ha. Rồi video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.